Bây giờ mà còn giỡn được nữa chứ. Đâm phu, ở đây bị làm sao vậy? Mình phải chạy qua đó. Thì cậu thấy đó, con đường bị hư hỏng do cơn mưa tối hôm qua, cho nên cậu phải đứng đây chờ thôi. Mình xin lỗi nhưng mà mình sắp trễ rồi. Các cậu phải sửa bao lâu mới xong vậy hả? Bruno, chừng nào mới sửa xong vậy? Max, chừng nào sửa xong vậy? Bố, chừng nào mới sửa xong? Một chút nữa hả? Còn một chút nữa. Một chút nữa mới xong. Được không? Các cậu có nói một chút nữa, nhưng một chút nữa là ngắn hay dài hay là bao lâu? Mình trễ giờ đi đó bọn trẻ là chúng sẽ trễ giờ học đó. Người luôn đúng giờ như mình làm sao mà chấp nhận được điều đó chứ, không thể nào. Phải chị mình giúp được cậu, nhưng mà không ai được đi qua cho tới lúc đường sửa xong đâu.